Một con máy ở xuất âm tụ tiếng rất là hay, giải trung thì rõ nét, giải cao thì sắc. Giải cao đang để ở cái hướng là mới có hơn 6 giờ một tí thôi, còn giải bát thì để cái hướng mặc định này, mà nó tiếng nó đã sắc nét như thế rồi. Nói chung là giá có vài triệu bạc con này rất hay luôn. Đôi bát 25 này run lên một bật này.